Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một kiểu make up hơi nghiêng về phong cách của Hàn Quốc một tí xíu. Mọi người cùng xem nha. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. Đừng quên dùng concealer sau khi kẻ chân mày, vì như vậy chân mày của mình sẽ trông rất là gọn gàng. Thì mình sẽ đánh thêm một lớp phấn để giữ cho lớp makeup chặt hơn và giữ được lâu hơn. Vaseline trước khi dùng son tint thì như vậy môi mình sẽ trông mộng hơn và sẽ dễ tẩy trang hơn. Rồi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình và đừng quên like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn mọi người.